Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Hàng của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em đã quay trở lại với kênh Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Màn dạo sân đầu lên đèn đuốc rồi cho nó đẹp mắt nha anh em. Rồi tiếp tục, hôm nay lại lên cho anh em một cặp xe đó. Z800 và mẫu xe Touring, chuyên trị các môn đi phượt, đi đường dài nè, hầm hố nè đó. Giá thì rất là mềm mại luôn nha anh em. TRK 502, con kiểu là siêu khủng long luôn, super bự. Z8 mà đã nổi tiếng bự và hầm hố rồi mà đậu kế bên là lép dế luôn nha. Đó, nhìn rất là hoành tráng luôn nha anh em ha. Anh em quan tâm hai dòng xe này thì dừng chừng khoảng tầm 2 giây thôi, em review lẹ lắm, anh em mình tham khảo luôn. Ưng là chơi nè, chuẩn bị Noel tới nè, lộc là lễ lộc tùm lum nè. Đó, sắm một con xe về là đi tứ bể luôn nha. TRK 502, nhà Benelli, động cơ hai máy, nổ y chang bốn máy luôn nha anh em. Hiện tại em đang sale là 199 ha, 998, đăng ký 2020. Đồ chơi cực kỳ nhiều luôn ha, chuẩn đồ để anh em đi chơi tour luôn. Bảo vệ đèn lái nè, gương bọng bảo vệ tay lái nè, thùng nhôm đó, bảo vệ khung, đèn trợ sáng. Trong xe rất là chỉnh chu, sạch sẽ luôn, rất là ok luôn nha anh em. Mà bề thế thì như đàn anh gọi là GS1250, bự thật sự, rất là ngon nha. Đời này tầm này là hãng đã tinh chỉnh cái cục máy này nè, cực kỳ ngon luôn. Nói với con Leo Sino 500 á, là dòng xe anh em ưa chuộng nhất luôn. Cơ bản em này thì có kính chắn gió, bảo vệ đèn lái ha, bảo vệ đèn lái đó, bảo vệ tay lái cho anh em đi chơi xa, cặp gương MT03, giá đỡ điện thoại. Máy móc là em bao cho anh em là máy zin nha, con này khoảng tầm 13.000 mai thôi đó. Chất xe rất là ken luôn nha anh em đó, lên mấy cái tem HP4 nè đó, y chang cá luôn, cực kỳ xịn sò. Xe này thì hợp chuẩn của dán ADB cao ráo ha, rồi hầm hố ngầu. Con này thì đó, trang bị dĩ kép luôn nè anh em, dĩ kép luôn ha, trang bị ABS luôn, heo nhà Bentley, thiết kế giống như con Rambo cho anh em, rất là đẹp. Dòng này là dòng touring nha, cũng không phải hẳn là anh em vô rừng off-road đâu, off-road thì hơi chua. Bánh này là bánh gai xe thường nè, mâm nữa, nên là nó đi off-road luôn nha anh em. Ở đâu đi đường trường nha, thiên về đi đường trường nó sẽ hợp lý hơn, và sức tải của nó cực kỳ ổn định luôn. Anh em cứ đi độ 3 ga 3 thùng về đó, rồi túi nữa, cộng túi lên nữa. Thì anh em thấy có mấy anh em trên group Benelli á, họ đi cũng rất là dữ anh em, xuyên Việt đồ Tây Bắc rồi các thứ vô tư luôn. Ở gia tốc khoảng tầm 100 đến 120 anh em chạy rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ luôn. Ở đây thì xe đã trang bị một cái chống đổ khung, có giá đỡ điện thoại, lộn, đựng nước, giá điện thoại có phía trên luôn, phía đây là đựng chai nước ha. Cặp đèn chỗ sáng của Motor World đó, máy móc là zin nha,
cam kết cho anh em bảo hành cho anh em máy móc. Xe này máy zin đẹp, ngon lành, cành đào luôn. Và động cơ hai máy 500cc. Đó, nổ rất là hay, nổ y chang một con xe 4 máy luôn nha anh em. Thì đó giờ là đặc trưng của nhà Bentley rồi, không phải bàn nhiều ha. Tem tiết độ lên này, có hai chỗ sạc chơi cho anh em luôn. Đây là sạc điếu, sạc tẩu ha. Ở đây anh em sẽ dùng sạc tẩu xe hơi. Rồi, ở đây thêm một cái sạc USB nữa là nè. Ở phía trên đây thì đó, giật lên, sạc sạc trên, sạc dưới luôn. Đủ đồ nghề cho anh em đi một chuyến tour hành trình dài ha. Chống giữa có sẵn luôn nè. Đó. Thì đặc điểm của mấy con touring thì chắc là có thể là có chống giữa hết rồi. Đó. Chung mình nước sơn xe rất là kèn. Sơn xích nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Quá đã. Xe là nguyên bản nha. Ở đằng sau thì có lên trắng bùn nè, bộ đồ chơi. Đó, nhông xích nè, cực kỳ ngon lành luôn anh em. Đó, ốc tán là 7 màu luôn nha. Ốc tán là 7 màu, có sẵn banner cho anh em luôn. Đây. Sale xuống còn 99.8 để cho anh em mình rất là dễ tiếp cận, dễ chơi. Ở đây là hãng đã thiết kế sẵn những cái lỗ ốc mà anh em lắp ba ga thùng luôn rồi. Anh em chỉ cần ịnh vô là có khung, có khung ịnh vô nữa là xong. Yên thì đã độn rồi ha. Cực kỳ êm ái luôn. Mà được cái dòng xe này nó bự, đã bự ở phía trên ha anh em. Anh em nhìn khoảng cách này rất là dài ha. Thì nó sẽ bự phần ốp, bình xăng đồ này nọ nè, hầm hố phía trên thôi. Còn cái yên á thì em nghĩ ở chiều cao 1m, con này thì chiều cao yên khoảng tầm 750 trở lại thôi. À, nhúng ngồi xuống nhúng nữa là thấp luôn. À, 1m65 anh em chống chắc cũng thoải mái. Có sẵn ba ga thùng nhôm tựa lưng, rất là đẹp ha. Hàng của GB Motec, Made in Việt Nam nha anh em. Nhưng mà tiêu chí là cũng xịn sò. Con này biển Sài Gòn sẵn, anh em ủy quyền sang tên hay gì đó đều được hết. Xe máy móc zin hết nha, lên được chơi thôi. À, có trắng bùn sâu nè, trắng bùn này giống trắng bùn zin quá, chắc có thể là bóng trắng bùn zin anh em. Đó. Lâu quá cũng không review những dòng xe này nên em cũng không có để ý tới cái vấn đề này. Họ nói chung là có đồ đi, có đồ cho nó đẹp dễ hơn. Đó, zin hay không zin thì cũng là có đồ rồi. Một cái set bô đã được anh chủ trước đưa từ ở phía dưới. Nếu mà zin thì sẽ nằm ở ngay cái phần khoảng trống đó đây nè. Nguyên cái bầu bô nó ra ngay khúc này. Đó, giống như mấy con Leo 500 ấy. Còn cái con này thì đã được tinh chỉnh lại, kéo cổ lên, kéo cổ inox dài lên phía trên đây, dắt bên hông thì cao ráo hơn, nhìn hầm hố hơn, gần như là giống form của GS 1250 nha. Bảo vệ ốp carbon chống nóng đồ đầy đủ, máy móc nguyên chỉnh, da cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đây ốp tán nè, zin hết nha, chưa mở nè, giấu nè, còn y nguyên luôn. Đó, cực kỳ đẹp nha. Đây, quá đã. Đây có hai option anh em lột ra nè, thì sẽ đi upload, còn không thì để vậy đi cho nó êm. Đây giờ em mới thấy cái trống này là cái trống lắp thêm này nè, này là hạn chế thêm ha. Rồi, xe cực đẹp luôn, sơn zin luôn, có xây xước nhẹ nhẹ, không thành vấn đề nha anh em. Xe cũ đã qua sử dụng thì đương nhiên phải có xây xước chút xíu, nó không có đáng kể nha. Màu vẫn sơn zin trắng ánh, nó hơi nhũ, trắng sáng sữa nhũ. Côn thắng là zin nè, theo xe hết nè. Đi ga 2 giây, gương MT03. Đó, chìa khóa thì đây là chìa thùng. Đây chìa thì bấm, chìa zin nó có bấm luôn. Có sẵn gọng rồi. Anh em này là cơ nới thêm những thiết bị GPS đồ các thứ các kiểu lên nha. Cực đẹp. Vỏ gai chỉ còn rất là mới nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ken Span. Khung bảo vệ cực kỳ chắc chắn nè. Đó, che két đủ đồ anh em. Thì em quay em sẵn em review em nói thôi, chứ thật sự mấy con xe này chủ trước đã lên cũng khá là đầy đủ đồ rồi. Hai máy mà đổi vô 4 máy vậy đó. Nghe đã không? GSC nha. Đổ cực kỳ
cái tám kế bên luôn nha anh em. Ủa rất là hay, có đèn sẵn luôn nè đó. Quá đẹp luôn, quá ngầu luôn, nhìn là hầm hố liền đó. 9 ít nha anh em, dưới 100 rồi, 99, hợp lý, dễ chơi, giá đỡ điện thoại sẵn luôn anh em. Polo tầm 13k mai thôi, 2020, xe chất xe này còn rất là ken luôn, rất là đẹp luôn nha. Anh em nào quan tâm dòng xe gọi là hầm hố này, dưới 1 xị là anh em có một con xe đi ra đường chắc chắn ai cũng phải dòm nha, này là chắc chắn ai cũng phải dòm, rất là ok. Ok, thì em xong rồi. Tiếp theo thì Z800. Biển xe, biển con này ở tỉnh nha. 100 thôi anh em. 4 máy hú tê tái luôn, Z8 thì không phải bàn nhiều rồi. Z8 là cực đẹp, không cần phải bàn nhiều. Đó, tay côn thắng xin xi. Gương gù, báo số, chắn kính chắn gió. Che két, chống đổ, combo đầy đủ nha. Đặc biệt là cái đèn đâu rồi? Đây. Hệ thống đèn mắt cú đó, bi cầu xenon của xe hơi, thiết kế qua chó của Z8 nè, chớp hoài luôn anh em, và có đèn pha, đèn cốt trong đây luôn. Thì cơ bản em mở máy lên nó sẽ chớp vậy, nhưng mà khi mà chạy thì mình bật chế độ lên thì nó bật pha cốt bình thường hết nha. Xe này đồ chơi cực kỳ nhiều luôn anh em đó, chơi két chống đổ bảo vệ lốc máy luôn, thêm mỏ cài nữa nè. Em nhớ như cái mỏ cài này bự quá ta. Đó. Đồ chơi sao anh em? Còn zin nó nhỏ lắm. Xíu à. Đó, nhìn nó hầm hố hơn rất là nhiều ha. Không phải chơi mà thời điểm bây giờ thì sở hữu một con xe mô tô nó không có gì nữa là khó rồi anh em à. Con Z8 trước đây là giá rất là rác luôn. À, anh em muốn sở hữu một con 4 máy thì 140 mấy, 150 mấy nha. Bây giờ còn 100 cặp vỏ trước sau Super Corsa SP, gọi là vỏ đầu trồ luôn đó, dài chỉ nhìn rất là đã luôn anh em đó. Super Corsa khỏi chơi rồi. Con này thì màu phía trong là đen đỏ nha, con này là đen đỏ. À, lên dán đề can full đen rồi đó, chủ trước đã tinh nghịch rồi anh em, thấy không, sơn đỏ nè, dán lại đen. Chung là mấy con xe này anh em giờ cứ sơn dặm đồ các thứ thoải mái thôi. Bây giờ công nghệ sơn ở Việt Nam mình mấy anh em thợ sơn rất là đỉnh nha, mà mình sơn theo cái màu phù hợp mình đi cho nó đã. Chẳng hạn như em mấy con kia là em dán hết không, xe nào em đi là em dán bấy bá hết. Quan trọng thì sơn zin nữa, mấy con xe này chơi trải nghiệm, chơi vui vẻ mà nè, đâu phải chơi làm của đâu. Như có mấy con xe mà hồi xưa thì còn sơn zin, chứ có mấy con mô tô giờ sơn zin gì nữa. Đừng quan tâm đến vấn đề đó anh em nè, zin nè, cái này zin nè, cần phải cần cái này zin nè, còn lông lá đồ ngoài thì mình fit mấy hồi, cái máy móc zin là ok. Nha, quan niệm của em chơi xe thì mấy cái đó đồ zin em cũng quan tâm lắm, cái máy zin chạy bền là ok à. Chứ còn zin thì cũng đâu làm cổ được, để càng để thì nó cũng càng rớt giá thôi, chứ đâu lên giá giống như 6-7 quay rim đồ đó, mấy con đó thì may ra. Con này đang đi bô zin luôn nè anh em, mà anh em thích lên súng ống gì đó thì em bên em rỡn hỗ trợ cho mình cái slip on lên bô được ha. Còn em nào thích lên titan thì thêm khoảng tầm chục cổ quay đầu là có set bô rồi, cổ titan bô SC gì đó, vỏ sau cũng cọt xa luôn, quá hợp lý luôn ha. Z8 bền nâng chống nâng cục gù nâng sau của ANG luôn nè, chung một chất xe còn rất là liền lạc nha, dễ chơi, 4 máy hú tê tái luôn. Nhìn góc nào cũng là góc đẹp, góc nào cũng chết, chết con mắt hết hả? Còn gì nữa, khỏi cần, khỏi quan tâm gì nữa không.
bát biển số nè. Ơ lá thư á. Biển con này 8 nút nha, dễ thương nha, anh em rút hồ sơ sang tên thì bên em vẫn hỗ trợ cho anh em mình đầy đủ hết nha. Hậu là hậu tích hợp luôn nha anh em. Con này lên trang bị hậu tích hợp rồi. Đây. Hậu tích hợp xi nhan luôn. Nên là bỏ đuôi, dẹp đi dẹp xi nhan zin luôn nha. Máy móc nổ êm ái, máy zin cam kết cho anh em. Bốn máy mà đi bô zin á thì nó cũng hú hú hí hí vậy thôi, thì nó cũng không nghe tiếng động gì hết trơn á. Hàng xe Nhật nó vậy á, nhông xin dĩa xịn luôn. Bộ nhông dĩa này cũng mấy triệu nha anh em. Chất xe liền lạc sạch sẽ. Rồi đây một cái vấn đề, anh em nào mà dưới 1m50 lộn 60 mà muốn chơi mô tô thì em bao cho anh em là con này anh em chạy được luôn nha. Đó, bát hai phuộc em mới để nứt giữa thôi. Đây là một bát hai phuộc chỉnh chiều cao của xe thấp nhất có thể luôn, 5 lỗ về thoải mái. Rồi, quá trời đẹp. Bản này là bản non ABS. Rồi ha, xi nhan LED rồi gương gù, chung là đồ chơi cơ bản đầy đủ nha. Về chỉ cần đổ xăng vô chơi thôi. Đó, về mà đổ xăng vô chơi thôi nha anh em, khỏi quan tâm gì nữa. Quá là hợp lý rồi. Báo số có sẵn luôn nè, để cho những anh em nào mà chưa quen xe, chưa cảm giác được số. Máy móc quá êm đi. Lên đường. Chốt deal lên đường, cuối năm là có xe có pháo chạy vòng vòng đồ chơi. Đấy, cặp xe anh em nào quan tâm thì liên hệ về cho bên cửa hàng em nha. Vẫn đang áp dụng chương trình giảm 1-10 cũ tất cả các mẫu xe đang có tại cửa hàng tùy dòng. Đó, anh em nào quan tâm thì chơi thôi. Giá 800 biển tỉnh. 109 cũ 8 và con Benelli TRK 502 chỉ còn 99.8 thôi. Đó. Quá là hợp lý luôn ha, dễ chơi. Rồi, anh em nào quan tâm tất cả các những mẫu xe khác thì vui lòng truy cập vô website thimotothudức.vn giùm em. Em cập nhật đầy đủ tất cả các mẫu xe trên đây cho anh em luôn. Cảm ơn em đã theo dõi, mình đừng quên cho em xin một like một xe nha. Ấn nút chuông để nhận được những thông báo về video lên sớm nhất. Bye bye anh em, hẹn anh em vào những mẫu xe tiếp theo. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nó bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Mọi người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi, người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc.
thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, phải là những cái chuyện chung mà, tụi em không có là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.